Và chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Bõm đây. Và trước khi vào video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận quà Tết nha các bạn nha. Đảm bảo là cực kỳ ngon luôn. Ok, chúng ta sẽ vào với hành trình 2023 trước. Rồi, sau khi chúng ta vào ghép quà ấy thì nó sẽ hiện lên số ngày chúng ta đăng nhập nhá. Đây thì trong năm qua mình đã đăng nhập tận 345 ngày. Thực ra thì đây là thằng em Hùng nó hay chơi ạc của mình ấy. Rồi, thì cái số huy hiệu mình nhận được nó sẽ tương đương với số ngày mình đăng nhập nhá. Vậy là tổng cộng mình có 345 cái huy hiệu. Bây giờ các bạn comment cái số huy hiệu xuống đây để xem là thằng nào nhiều huy hiệu hơn. Cái này là tính số lần đăng nhập của năm 2023 nhá bạn nhá. Còn ở trong đây ấy thì mình có thể xem được những cái cột mốc và những cái kỷ lục của mình nhá. Còn bên phía này là hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được quà. Chơi một trận sinh tồn hoặc tử chiến cùng một người bất kỳ trong danh sách. Ở dưới đây là danh sách những người đồng đội cũ hay sao ấy. Bạn chỉ cần chơi một trận thôi là sẽ có quà nhá. Đây, hòm xác ghế nhựa, thề luôn ấy, giống vãi. Giống cái ghế mà ngày xưa tôi ngồi tôi học bài ấy. Còn kèm theo đó là 60 huy hiệu Tết nhá. Ok, quá ngon luôn. Sau khi gom đủ huy hiệu rồi ấy thì các bạn vào đây, vào cái sạp quà Tết nhá. Ở đây thì quà mới gọi là ngon này. Đó, thì đây là hộp ma thuật. Nhưng mà 4 ngày nữa hình như mới diễn ra. Hôm nọ thì mình đã nhận quà lần 1 rồi. Ngày 5 tháng 2 là sạp quà Tết có thay đổi ấy. Nên là hãy cùng mình xem là hôm nay có những cái gì nhá. Ở trên đây là nhận 5 huy hiệu này. Ok, đăng nhập. À, cái này thì mình chưa đủ hay sao ấy. Rồi, đổi huy hiệu này. Ở đây rất nhiều quà luôn. Đây là hành động quét rác. À nhầm, hành động quét sạch. Nói chung là các bạn cứ cân 4 xong các bạn bật cái hành động này lên là đủ hiểu luôn ấy. Rồi, đây là cái chảo can khôn. Ok, có hình con rồng xanh. Cái gì đấy? Nhảy cũng chơi. Giao thừa nhảy cũng chơi. À, cái này cái giọng nói nhá bạn nhá. Còn đây là cái xe máy phong cách đường phố. Ui, đẹp thực sự luôn ấy. Rồi, tiếp theo. Đây là bộ đồ gì đây? Gói thần nửa nhá. Mình nhớ không nhầm là cái gói này ở trong cái nhỉ? Thẻ vô cực hay sao ấy. Còn đây là gói thần quyền. Gói này thì cũng ngon này, cũng đẹp. Nói chung là nhiều bạn cũng dùng ấy. Còn đây là K98 miêu lữ. Tăng một tốc độ di chuyển này, tăng một sát thương này, giảm một tốc độ thay đạn, cũng ngon. Còn đây là pet robot. Đấy, robot lễ hội luôn nhá, skin ấy. Rồi, đây là hòm xác mâm ngũ quả nhá. Bạn nào mà kiểu đam mê với Tết như mình thì lên là đổi cái đấy nhá. Khá là hài hước. Còn đây là ba lô tiểu long. Ok. Và các bạn xem clip cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nội dung chính của ngày hôm nay đó chính là mình sẽ kết hợp con Raiden và con Tatsuya. Kết hợp lại biết thành cái gì không? Gọi là Spider Flash. Các bạn hiểu không? Tức là mình kết hợp giữa kỹ năng người nhện và kỹ năng The Flash. Mà các bạn muốn nhận cái con Raiden này thì các bạn chỉ cần chơi 10 phút thôi nhé. Ok. Rồi. Thì nay là mình sẽ kết hợp giữa cái con Raiden và con Tatsuya. Thì cái con Tatsuya có nhiệm vụ chỉ là di chuyển cho nhanh thôi. Còn cái con Raiden này này thì nó sẽ có nhiệm vụ là khóa chặt kẻ địch, giảm 80% tốc độ di chuyển. Kèm theo đó là hiệu ứng mất máu, là thứ gì mà chịu nổi. Nhiều bạn bảo là chơi con này nó phức tạp thì cái con Raiden này cũng đơn giản thôi. Các bạn cứ thả nhện theo phương thẳng đứng nha. Trừ khi là có vật cản ấy thì nó sẽ dừng lại. Còn không thì nó sẽ lao thẳng luôn. Và sau khi mà các bạn chọn được một chỗ ưng ý cho nhện đứng yên thì các bạn sẽ dừng lại nhá. Ấn một phát đầu và thả phát sau dừng lại. Và chỉ cần chờ địch đạp vào vị trí của con nhện thôi. Và hôm nay mình chọn cái bộ đồ đạo trích này thì nó cũng lửa lửa giống The Flash, lửa lửa giống người nhện. À, cái thằng này. Rồi, đứng im, đứng im. Ui, thề luôn. Cái thằng đồng đội nó phá thực sự luôn đấy. Một mình solo pha đấy là thằng này nó sẽ bị kiểu gọi là giam cầm rồi, bị trói chân rồi. Rồi, không sao, không sao. Tập trung đã. Hứa là trận này sẽ có một cái pha gọi là mãn nhãn cho mọi người xem bằng cái con Raiden này. Một đầu này. Ở trên có một thằng, ở trên có một thằng. Ui, tiếng ai đấy? Tiếng thanh niên nào ấy? Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Thiếu cái méo gì im mồm ta bắn. Rồi, may quá. Gục rồi thì làm yên ở đấy đi, cứ kêu cứu. Mình làm sao mình tới kịp được. Rồi, sau đây sẽ trở lại với chuyên mục nhốt trẻ em nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt xem có thằng trẻ con nào chạy qua đây không, chúng ta sẽ nhốt nó lại. Rồi, một thằng. Rồi, cái thằng trẻ em này. Từ từ, dụ nó. Nó vẫn đang ở sau cái thùng sao ấy. Rồi, bật cái nhện lên. Ui, quái may nhá. May là có con nhện thì không thì mình chết rồi đấy. Rồi, trong này còn này. Bây giờ mình cũng không còn Raiden nữa thôi, mình sẽ bắn nhá. Rồi, sẽ thể hiện cho các bạn xem là trình độ của mình có còn không. Đây, ở đây có thằng. Ui, lốc đồng đội mình luôn này. Mày xong rồi. Mày tới công chuyện. Đây đây, cho viên 15 chậm. Xin cái tuổi luôn. Tatsuya mình chỉ dùng để di chuyển đấy. Ví dụ lướt như này này, di chuyển cho nhanh, tiếp cận địch. Rồi, hình như là... Đấy, có thằng. Bình tĩnh anh trai, bình tĩnh. Rồi. Anh trai cứ đứng yên đấy, em vừa thấy một thằng nó chạy lên. Thằng này là thằng trẻ em và em đang tìm. Rồi, nó đang núp ở đây này, có tiếng chân. Rồi, bật nhện lên này. Rồi, giảm 80% tốc độ di chuyển. Đứng im đấy. Cay nhờ. Chắc không cay đâu, đồng đội mình này.
Mình tưởng là thằng này đồng đội mình mà. Ôi trời ơi, già rồi, mắt kém, mắt to tèm nhèm, nhìn thằng ấy tưởng đồng đội mình luôn ấy. Pha đấy mình đang định kéo tâm mình lại buông ấy, không thì mình đã kéo chết cha rồi. Rồi rồi, mình sẽ thả nhện ở trên này. Thường thường ấy, địch nó sẽ ở trên này này. Thường thường là bu ở đây rất là đông luôn. Xem có thằng nào không. Đó, mình cứ thả con nhện nó di chuyển thôi, xong mình ấn một lần nữa cho dừng lại nhá. Ủa? Không có ai ở đây à? Ô, bình thường cái chỗ này có vẻ sôi nổi như kiểu cái chợ, hôm nay không có ai cũng hơi lạ nhỉ. Hình như là nó ở hết bên dưới rồi. Rồi, thằng Duy, mày báo nữa, mày báo nữa. Thằng Duy này khả năng chết đấy. Ai à, ghê nhở. Anh Duy xin lỗi à, em đã khinh thường anh nhá. Ui, đấy, mình nói sai, đúng là thằng Duy báo này. Rồi, bây giờ mình xem nào, nó ở đâu. Cứu được. Mày chết mẹ. Trẻ trâu. Tê, giải trí thực sự luôn. Rồi, tiếp tục là chuyên mục anh Spider-Man bắn tơ nhốt trẻ em. Và mình chỉ mong sao cái thằng Duy bên mình ấy nó sang bên địch để mình nhốt cho nó sướng. Rồi rồi, ở đây có trẻ em. Cô giáo đây, cô giáo như mẹ hiền. Để cô nhốt em lại nhá. Cay. Rồi, thằng kia lốc lốt đi. Giờ nó mà cầm chừng được ấy thì mình sẽ hồi được cái kỹ năng Raiden nhá. Còn Satuya tầm này không cần nữa. Rồi, anh giúp cho. Anh là người tốt. Rồi, lốc lốt đi. Hay. Đấy rồi. Bây giờ hãy cùng xem, quan sát xem và cái thằng địch này nó sẽ chạy đi đâu nhá. Rồi, từ từ bình tĩnh. Nó vẫn đang ở chỗ keo kìa. Rồi, thấy rồi nhá, thấy bóng dáng mày rồi nhá. Đâu nhở. Chạy đi. Anh mở lối cho chạy không chạy à? Rồi. À, nó di chuyển ra đấy, ngon. Rồi, đã đến lúc. Lấy sách vở ra, ghi vào. Đặt một quả keo ra dọa nó nhá. Xong bắt đầu là lướt Satuya ép sát này. Rồi, đặt con nhện ở đây. Đợi nó công này. Nào, ra đây. Nhốt trẻ em. Chạy đi đâu. Chạy đi đâu nữa, giảm 80% tốc độ di chuyển thì chạy kiểu gì. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like. Rồi, tiếp theo tặng cho các bạn một cái trận đấu này nhá. Trận đấu này cực kỳ mãn nhãn luôn. Phải xem hết nhá. Ok, thì đầu tiên ấy là mình đã bị lốc. Rồi, cái thanh niên này. Yết mèo. Đứng cắm cờ. Rồi, nhìn có ngứa mắt không? Di chuyển trong nhà, mình nhìn ra cửa sổ phát hiện ra cái thằng cắm cờ. Đây rồi, mày cắm cờ lỡ đi. Ôi, thằng này nó trả thù cho bạn của nó. Mình mất rất là nhiều máu nên mình kiếm một chỗ để mình lúc. Lúc này là mình đang cuốn máu thì một tên chạy đến. Mình đang cay thằng cắm cờ ấy thì hai thằng đồng đội nó còn báo nữa. Đến chịu luôn ấy. Đoạn này này, chết một thằng này. Thằng tiếp theo cũng gục theo luôn này, nên là mình sẽ công đến luôn. Mình bắn đã rất là mệt rồi, gặp thêm mấy bố này cứu nữa. Pha này thì mình hơi bất lực các bạn ạ. Các bạn thông cảm nhá. Trận cuối mình đi lên trên thì mình phát hiện ra thanh niên cắm cờ đang ở đây. Đây, đoạn này nó đang ở sau cái khúc này này. Rồi, các bạn xem nhá. Và sau đó, chết chưa?
Đó, và mình cũng đã hả lòng hả dạ rồi các bạn ạ. Và mình chỉ muốn tặng cho thầy một câu thôi, đó chính là đáp án ngu thì đừng có mà thể hiện.